Shop hàng Nhật Đầu Địa xin kính chào các bác. Bây giờ thì cũng gần 10 giờ tối ngày 17 tháng 12 rồi. Ngày hôm nay em bận chút, không cả ngày không lên sóng được phục vụ các bác. Cái nhu cầu máy giặt bát của các bác mấy ngày hôm nay nó lớn quá, trời nó lạnh mà. Cho nên các bác nhiều bác đang dự định mua thì mấy ngày nay các bác đã quyết mua rồi. Cho nên là cái lượng mua của các bác hơi nhiều. Đấy, buổi tối nay em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu với các bác một mấy cái con máy Panasonic. Cái dòng mà TR là hai cánh mở một trên một dưới, như trên hình ảnh các bác là các bác có thể nhìn thấy là có TR3, TR5, TR6, TR7 và TR8. Đấy, nếu mà nhìn xa như thế này thực sự các bác cũng không biết đâu là 3, 5, 6, 7, có mỗi con 8 nó ở, có con màu ghi ở dưới cùng kia, ở giữa kia, hàng dưới kia thì là nó phân biệt được. Còn như 3, 5, 6, 7 các bác nhìn không có khác gì nhau, nó chỉ khác nhau ở cái màu bảng điều khiển thôi các bạn. Đấy, các bác nhìn mở màu điều khiển các bác sẽ thấy. Đấy. Cho nên là cái dòng máy TR này thì khi em bán ra thì nhiều bác cứ bảo tư vấn cho một con chất lượng tốt, em dám đảm bảo các bác rằng là con nào ở cái dòng này chất lượng cũng tốt như nhau, mặc dù TR3 hay 5 hay 6 hay 7 đều tốt cả. Đấy, chứ là không bác nào mà kinh tế vừa phải, mình không thì mình phải cố sang những con đắt tiền cả, mình cứ làm sao vừa phải với cái mức kinh tế của mình. Đấy. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng con một và giá cả để xem bác nào lấy thì các bác liên hệ. Đấy. Đầu tiên đây là cái con TR3 các bác nhé. Đấy, con ngoài cùng TR3 các bác nhìn rất là đẹp luôn. Hình thức trắng trẻo đẹp đẽ xinh gái. Đây, TR3 con này. Đây. Màu của nó sẽ như thế này. TR3. Một con máy hai cánh mở một trên một dưới. Đấy. Con này khá là đẹp luôn các bác này. Đấy. Rất là đẹp nhé. Nội thất trong cũng rất là ok. Nội thất trong sạch sẽ ok các bạn. TR3. Giá cả con này thì chỉ có 5 triệu rưỡi thôi ạ. Riêng nói với chơi hàng bãi này, bác nào mà cẩn thận về, nhiều bác còn vệ sinh còn mới hơn cả khi mà em bán ra, vì nhiều bác rất là kỹ tính, các bác thích chơi mà. Cũng như ngày xưa em hồi em chơi cái đồ này, em về em vệ sinh, mua con máy rửa bát về em cũng vệ sinh lau chùi đẹp long lanh luôn. Đấy. Còn khi người ta bán ra thì người ta vệ sinh cũng chỉ ở mức tương đối, nhưng em về em lấy cana em lau chùi vệ sinh tháo từ ngõ ngách, vệ sinh sạch sẽ hết. TR3 5 triệu rưỡi các bác nhé. Bên cạnh con TR5, các bác nhìn cái màu được màu bảng điều khiển, con TR5 nó trắng hơn con TR3. TR3 thì màu nhũ đấy, nó chỉ phân biệt là như thế thôi. TR3 TR5 này, TR5 thì nó sản xuất năm khoảng 2011 hoặc 12 các bạn ạ. Còn TR3 này năm 2010 hoặc 11 nhé, mỗi nó nửa năm nó gối một lần. TR3 TR5 số 10 này khá đẹp luôn, hình thức mặt mũi tất cả đều trắng trẻo hết. Nội thất con này thì cũng tương đối bình thường, nội thất bình thường các bạn, không được xuất sắc, không được đẹp, nói chung là nội thất không đẹp. Nội thất con này em nhìn nó mây so thứ nó bẩn. Con này giá bình thường là 6 triệu rưỡi các bạn nhé, xuống còn 6 triệu này. Đấy, 6 triệu các bác vệ sinh thêm nội thất, hoặc là em sẽ vệ sinh thêm cho các bác. Bên ngoài rất là đẹp, bên ngoài rất ok, nhưng chỉ có nội thất trong là hơi bẩn, vệ sinh thêm em giảm đi 500.000. Nhiều khi nhập cả một năm 10 con về các bạn, không phải con nào bán cũng có cái lãi cho mình đâu ạ. Có điều con em phải bán hòa đi, thậm chí có những con phải bán lỗ để về để một con nọ bù sang con kia để bán đi còn thu hồi vốn. Tiếp theo là một con TR6 6 triệu 9 các bạn nhé, giá 6 triệu 9. Con này mặt mũi rất đẹp này, bảng điều khiển có viền màu đen giống TR7. Nội thất con này cũng rất là ok, sạch sẽ. Các bác yên tâm em quay clip, khi em phát hiện ra em nhìn nội thất như nào em báo nó đúng là như thế luôn, không sai trái, không có cái điều gì các bác phải lo cả. Đấy. Đây, nội thất ok sạch sẽ các bác nhé, giá 6 triệu 9. Đấy, còn dưới này TR7. Con này rất tiếc để cái máy này trên rồi không mở ra được. TR7 giá 7 triệu 9. Nhưng mà chắc con này cũng TR7 đấy cũng rất là đẹp thôi. Con TR8 này màu ghi 9 triệu 8. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu lấy con máy nào thì các bác cứ liên hệ nhé. Giá tất cả đều chưa có phí vận chuyển và chưa có đổi nguồn đâu ạ. Máy bảo hành 6 tháng. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500.000. Xin chào các bác.